Em chào tất cả các bác. Đầu năm mới 2020 thì em không có gì hơn chúc các bác một năm mới ngập tràn niềm vui, hạnh phúc và làm ăn tấn tới. Và hôm nay em chia sẻ với các bác một cái vấn đề như sau, là lý do vì sao mà những cây bơ chúng ta trồng có nhiều cây nó to cao và nói là tốt xum xuê luôn nhưng mà nó không có chịu ra hoa. Và theo như em tìm hiểu thì nó có hai cái lý do chính. Lý do thứ nhất á là do cái người mà người ta bán giống á, người ta bán giống là người ta ghép cây, người ta lấy cái chồi nó không được chuẩn. Người ta lấy cái chồi của những cái cây bơ mà nó đang còn nhỏ xíu á. Nó nhỏ xíu, nó đang chưa có ra hoa, ra trái gì cả, mà người ta lấy cái chồi của cây đó người ta đi ghép á. Thì cái cây bơ con sau này chúng ta trồng nó sẽ rất là khó ra hoa, nó chỉ tốt thôi chứ nó không có ra hoa. Và cái lý do thứ hai đó chính là chúng ta chăm sóc và nước non quá nhiều. Đây như cây bơ này thì chính tay em ghép đây, không phải là giống điệu đâu. Các bác thấy em nó cao đến 5 mét, nó cao hơn 5 mét á, em không ngắt ngọn nó, em để nó cao ngút trời mây luôn. Nhưng mà ở nhà mẹ em trồng rau quanh vườn kìa, trồng rau quanh vườn rồi lúc nào cũng tưới cả. Các bác xem kìa, hết rau khoai đến rau muống rồi đến rau cà dưa bí, trồng đủ loại nên là ngày nào cũng tưới, mà ngày nào cũng tưới, không những tưới ít mà còn tưới nhiều nữa, do đó là nó không có ra hoa này. Muốn để cây bơ ra hoa thì chúng ta phải hạn chế cái giai đoạn mà muốn cho nó làm bông á, chúng ta phải hạn chế nước để cho nó gây sốc, nó gây stress nước, nó thiếu nước nó mới phân hóa cái mầm hoa ra. Còn bây giờ cây bơ này muốn nó ra hoa thì cũng đơn giản thôi, cứ dùng chế phẩm flower 94 phun cho nó là nó kích cái mầm hoa ra, nó phân hóa mầm hoa, hoặc là các bác có thể dùng KNO3 cũng được, không sao hết. Đây này, nó vẫn có một cái mầm hoa mầm ngắn nhưng mình không ăn thua đâu này, do mẹ bà tưới nước nhiều quá. Có nhú mắc cua này nhưng mà ít lắm, không ăn thua, nên là đợi một thời gian sau để rồi kích luôn cho nó ra hoa ra muộn luôn, chứ bây giờ kích thì nó lưng chừng quá. Kệ nó, bây giờ cứ tưới nước cho nó đã đời cho nó khỏi ra hoa luôn cũng được. Mấy cây trong vườn này thì chỉ có một cây nó ra hoa, bởi vì nó mới xa cái vùng rau của mẹ thôi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nha. Lần nữa chúc các bác năm mới thật là vui vẻ. Bye bye.